Mày bán tiền nhá. Bây giờ lên đây là cái thẻ của mình nhé, thẻ ngân hàng nhé. Đút theo chiều mũi tên này, đây là chỗ đút card này, cắp này, cứ vào đây. Cơ đe kết xúc này, chỗ này cơ đe chi số là hủy bỏ này, cơ đe kết xúc này. Rồi, đầu tiên là rút tiền này, kiểm tra tiền này, bắn tiền này, mình ấn vào kê choa y chê này. Đó là cái máy nó hỏi là cái gì mình không cần. Alo, bấm vào sông cơm này, kê choa y chê này, sông cơm kê choa y chê, bấm tiếp một lần nữa này. Bi bi bơ hô, bấm số bí mật của thẻ này. Không chí ngân hàng nào bạn muốn gửi tới ngân hàng nào thì bạn bấm vào ngân hàng đó. Của mình bấm là đây là ngân hàng Teku thì sang trang sau này. Teku Heng, Teku Heng là số lô thứ là 31 này. Teku Heng là 31 này. Hokkien này. Suchi Kechua này. Bây giờ bấm số tài khoản là. Số tài khoản của mình là. Số tài khoản của mình là 1370802 4964. Đấy, bấm số tài khoản đấy. Rồi bấm login, ok. Số tiền là bao nhiêu này? Mình bấm là 2.520.000 won này. 2.520.000 won này. Đấy, hiện ra số tiền bắn là 2.520.000 won này. Phí là 1.000 này, theo cô nghe này. Người, người nhận là Be Kiêng Cha này, rồi ấn là Hoắc Y này. Xong rồi. Cơ đề cơ biết. Ok. Xong rồi. Hơn 1 triệu. Ok. Bây giờ mình kiểm tra trong sổ xem có bao nhiêu nữa. Mình ấn thông trang trong ly này. Bây giờ tài khoản này. Mình rút, rút vào đây. Thông trang chân ly này. Trong vô kết thúc. Rồi. Rồi nên bắn tiền lên này. 2.220.000 tiền phí là 1.000 luôn là 2.521.000 luôn này. Số còn lại đây có 1.995.000 luôn này. Rồi sao bây giờ với cái thẻ này nhá, mình rút tiền nhá, rút tiền lên này. Đúng rồi, mình rút tiền lên này. Okay. Rút tiền lên này. Rút tiền lên này.
subí bat bibit bolo la subí bat la botu yo toda la bot chewal bak mal idel la bot malul babat bobat labat sibat isibala bijut kosibal tiền lẻ thì họ hỏi có máy hỏi có dùng rút ngân phiếu không, cửa hàng thứ hai là rút ngân phiếu không, trả thứ ba là tiền mặt với ngân phiếu mình không dùng thì mình ấn hàng trên cùng là tiền mặt đúng oxy ban ấn tờ 5 ban tờ 1 ban có 3 loại hoa kỳ này. Cơ phí hôm nay là ngày nghỉ, cơ phí vẫn 500 won. Không rút là ai rút. Thay đổi 명세표를 받아주십시오.